Độc lạ loài lần cổ có vào như voi đã tồn tại 55 triệu năm trước, siêu đáng yêu luôn nhưng mà đang trên bờ tuyệt chủng. Đó chính là loài lợn voi. Thoạt nhìn ngoại hình và nghe tên thì có thể khiến bạn nghĩ đây là kết quả của sự lai giống giữa hai con vật. Nhưng thực chất lợn voi là loài vật cổ đại. Các nhà khoa học đã tìm được hóa thạch lợn voi từ hơn 55 triệu năm trước và suốt gần ấy thời gian chúng gần như không có sự thay đổi về hình dáng. Chúng có đôi tay dựng đứng, da dày, lông thưa thớt, có một cái vòi nhỏ do môi trên và mũi tạo thành. Ngoại trừ cái vòi ngắn cũng thì loài lợn này cũng khác lợn nhà ở chỗ là mỗi lứa chỉ đẻ một con duy nhất, hiếm lắm mới có lứa đẻ hai con. Mặc dù thân hình khá là đồ sộ nhưng mà lợn voi lại rất là nhút nhát, hễ có một chút gì đe dọa là chúng chạy xuống nước hoặc là lủi vào trong các bụi cây rậm để trốn. Không những thế, loài vật này cũng có tính cách khá là hướng nội, bởi vì chúng thường sống một mình, hiếm khi sống thành cặp hay là thành đàn. Có lẽ vì thế mà lợn voi là loài rất là chung tình. Trong cả cuộc đời của mình, chúng chỉ có một bạn tình duy nhất, mặc dù chỉ trong thời gian giao phối thì chúng ở cạnh nhau. Lợn voi con thì có màu sắc khác với màu của những con trưởng thành.